nhá. Cần gạt lại có cả đèn nháy, chức năng hoạt động tốt và hàng bãi zin tuyệt đối luôn. Hàng đẹp kem. Lọc có hai đường vào âm thanh, đó là đường line và đường tape. Giá của em nó là 3 triệu Việt Nam đồng. Thường thì nó sẽ là những mẫu lọc màu đen, như con này nó phối màu rất bắt mắt, là cả đen và cả màu nâu nâu gì đó. Đo qua kích thước xem nó là bao nhiêu anh em nhé. 42cm các bạn, con này 42. Miệng ngang là 42. Quay qua mặt sau này. Lọc cần gạt khi nó hoạt động bình thường thì chỉnh nó sẽ rất là mượt mà, chỉnh đến đâu sẽ cảm nhận rõ đến đó. Đây là mặt sau. Hai cầu điện, điện 220 và điện 110. Đang để điện 220. Đường vào đường ra, cửa đã ghi sẵn như trên màn hình. Hai đường vào là in, còn đường xuất xuống âm ly màu trắng kia. Bãi zin tuyệt đối luôn. Chỉnh nhạc cho anh em nghe. Đó là không có lọc nha. Có lọc này. Đây là đường vào âm thanh. Đường còn lại thì các ông bấm vào. Keyboard không cần dùng. Nhưng cần gạt thì chỉnh nó sẽ đến tai mình rất nhanh, mình sẽ cảm nhận được ngay. Nếu anh em để mức giữa này là tương ứng với mức chưa có lọc, mức flat ở không chỉnh này đó. Nhạy chưa anh em? Đây thì tùy theo nguồn nhạc mạnh hay yếu anh em nhé. Nếu nguồn nhạc mà mạnh quá là đèn nó sẽ sáng full lên, còn nguồn nhạc mà nhỏ thì nó sẽ nháy thấp. Đấy là đặc trưng của những mẫu lọc đèn nháy. Cho một đoạn nhạc khác để anh em cảm nhận rõ hơn. Và dùng được tất cả trong lĩnh vực về âm thanh, karaoke, nghe nhạc, hát gì cũng được.